đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ trên kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Cũng như thường lệ thì các anh em xem video tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha. Tiếp tục là một cái series dài tập phân tích và test một cái lượng đam cho nó ra chính xác nhất có thể tại cái con game là EGA of Logankea, ngay vào luôn cái nhân vật là GF Quyền Dương, một nhân vật cực kỳ hot và không thể thiếu tên trong cái phiên bản MU Online và MU Mobile PC. Tất cả những cái MU không thể thiếu được cái tên GF Quyền Dương. Thì cái clip kỳ rồi mình đã cho ra một cái bảng master và cho ra một cái lượng điểm, và một số anh em á, là đã comment nói với mình á, là sao không có phân tích cái điểm là cộng cái dòng nào cho nó chuẩn nhất có thể mà cứ cộng chung chung là sao. Thì các anh em đó rất là khiêm tốn, nói mà cũng không dám comment ở trên cái video nhiếp nha anh em. Mất comment riêng thì không sao anh em ạ. À, người ta không muốn show tên thì mình cũng không muốn nói tên nha. Thì vào trong đây mình sẽ làm một clip theo yêu cầu của anh em. Hôm nay mình sẽ phân tích một cái lượng điểm cho nó chuẩn chu nhất có thể, và cái con GF hiện tại bây giờ thì sẽ đi bên cái hướng nào cho nó tuyệt đối nhất. Hiện tại thì mình mới tẩy điểm cho em nó đây, chưa có cộng cái gì hết, mình chỉ là có cộng một chút xíu cái điểm nho nhỏ thôi. Thì mình vào trong đây mình chừa điểm để mà mình test lại cho anh em. Thì cái thông tin ở đây mình sẽ nói nhẹ cho các anh em nào, mình đã có test qua rồi thì mình báo lên cho các anh em biết luôn. Khi mà chúng ta cộng vào trong sức mạnh thì nó không lên đam luôn anh em à. Cái thứ nhất, cái thứ hai anh em cộng vào anh ghi nó sẽ lên đam. Cái thứ ba các anh em cộng vào trong vít nó cũng lên đam, và cái cuối cùng anh em cộng vào năng lượng nó cũng lên đam nha. Các anh em cộng vào trong sức mạnh là không có một điểm nào luôn. Thì ở đây cái con của mình nó sẽ đi theo cái hướng là sát thương vật lý. Thì các anh em thấy cái dòng trên đầu nè, sát thương vật lý nè, cái đam nhỏ nhất là 163, và ở trong đây là khi mà chúng ta lên mắt đam là 3102. Thì ở đây mình sẽ cộng luôn và test luôn cho anh em biết nè. Cái lần đầu tiên này mình sẽ cộng vào cho nó sức mạnh thì để chứng minh rằng nó không lên đam, thì ở đây mình sẽ cộng cho nó là tầm khoảng là 1 điểm, 2 điểm hoặc là 5 điểm. Tại vì những cái dòng mà nó lên sát thương các anh em cộng 1 điểm nó cũng vẫn lên bình thường. Thì đây mình sẽ chứng minh cho anh em thấy đây. Ở đây là nó là 737, mình sẽ cộng vô cho nó 3 điểm. Ở đây là các anh em cộng vô cho nó 3 điểm nè. Các anh em nhìn này nha, chỉ số là 3102, cộng vô nó không lên nha. 3102 khi là mình đã làm tròn cho nó là 740 thì nó không lên một cái điểm đam, không lên cái điểm sát thương nào hết. Nhưng mà các anh em cộng vô nhanh nhẹn thì nó sẽ khác nha. Và đây là một cái điểm để cho các anh em test đây. Khi chúng ta cộng 2 điểm vào trong nhanh nhẹn thì chúng ta sẽ được 5 sát thương, cộng 3 điểm thì chúng ta sẽ được 7 sát thương, cộng 5 điểm là được 13 sát thương, cộng 10 điểm là cái sát thương chuẩn của nó, 10 điểm là sẽ lên được 25 sát thương. Khi các anh em cộng được 50 điểm thì nó cũng lên chỉ 25 sát thương thôi. Đây mình sẽ test luôn cho các anh em thấy. Đầu tiên mình sẽ cộng cho nó là 1 điểm trước nha. Khi mà cộng vào nhanh nhẹn nha, vì mình đã test ra rồi. Cái điểm quan trọng nhất của nó là cộng vào anh ghi anh em ạ, là nó sẽ lên nhanh nhẹn tối đa nhất có thể. Thì mình sẽ cộng cho anh em xem. Ở đây là 3102. Anh em cộng vào 1 điểm nó cũng vẫn lên đam bình thường. Mình sẽ test cho anh em xem. Cộng 1 điểm, đây nó sẽ lên là 3104. Thì 1 điểm nó sẽ tương đương cho chúng ta là 2 sát thương. Nhưng mà có một điều bất cập nè, khi mình cộng thêm 1 điểm nữa nó sẽ lên 3 sát thương nha. Các anh em thấy nè, 3104 là mình sẽ cộng thêm 1 lần 1 điểm nữa thôi, nhưng mà nó sẽ lên 3 sát thương. Đây mình sẽ bấm vô, các anh em thấy không, nó sẽ lên là 3107. Thì lần đầu chúng ta cộng 1 điểm nó sẽ lên 2 sát thương, lần thứ hai cũng cộng 1 điểm nữa thì nó sẽ cho chúng ta lên 3 sát thương. Không ngừng lại ở đó, mình sẽ cộng cho anh em 2 điểm đây. Nếu mà chúng ta cộng vô 2 điểm nè, các anh em nhớ là 3107 nha. Ở đây mình sẽ cộng vô 2 điểm, nó sẽ lên là 3112. Thì chứng tỏ là nó sẽ lên cho chúng ta là 5 điểm. Khi mà mình cộng những cái chỉ số gãy gác đó, 1 điểm thì nó sẽ lên 2, 1 điểm nó sẽ lên 3, 2 điểm thì nó sẽ lên là 5 sát thương. Và tiếp tục mình sẽ test cho nó là 3 điểm. Ở đây là 3112. Thì anh em cộng vô cho mình tới là 3 điểm nha. Đây 3 điểm thì nó sẽ lên là 3119. Các anh em thấy cho 3112 lên là 3119 thì nó cho chúng ta là 7 sát thương. 3 điểm là 7 sát thương nha. Và tiếp tục mình sẽ test cho anh em 5 điểm đây. Thì các anh em tính cái lượng đam như gì nó sẽ ra là chi tiết nhất có thể. Các anh em cộng vô 5 điểm nè. Hiện tại là 3119. Thì các anh em tiếp tục cộng cho mình là 5 điểm vô.
thì nó sẽ lên là 3-1-3-2 đấy, chứng minh chưa? Khi mà cộng 5 điểm nó sẽ lên cho chúng ta là 13 sát thương. Và cái móc cuối cùng để test cho anh em xem, mình sẽ cộng vô 10 điểm, nó sẽ lên cho chúng ta là mắt binh 25 sát thương. Thì các anh em có thể lấy cái chỉ số là 10 điểm ở trên sức mạnh cộng 10 điểm, nhanh nhẹn cộng 10 điểm, thể lực cộng 10 điểm và năng lượng cộng 10 điểm. Tại vì khi mà 1, 2, 3, 4 thì nó sẽ khác cái chỉ số lượng đam. Nhưng mà chúng ta cộng 10 điểm thì nó sẽ lên chuẩn cái lượng đam nhất có thể. Mình sẽ cộng 10 điểm cho anh em xem. Hiện tại là 3, 1, 3, 2. Tiếp theo anh em cộng cho mình là 10 điểm. Nó sẽ lên là 3, 1, 5, 7. Chứng tỏ là nó lên cho mình là 25 điểm sát thương anh em à. Rất là tuyệt vời nha. Nhưng không ngừng lại ở đó. Ở phần anh ghi cộng 10 điểm nó sẽ lên là 25 điểm. Còn ở trong vít thì sao? Vít thì mình sẽ test 10 điểm luôn, nó sẽ lên được bao nhiêu. Thì hiện tại mình sẽ nhớ một cái thông tin đó lại là 3157. Và mình sẽ lấy một cái mốc là 10 điểm mình cộng vào trong thể lực. Hiện tại nè, 3157 và cộng trong thể lực. Nó chỉ lên cho chúng ta 10 điểm mà nó chỉ lên cho chúng ta chỉ có là 3 sát thương thôi. Trong khi đó mà 10 điểm ở nhanh nhẹn nó lên cho chúng ta là 25 sát thương, là nó rất là lợi nha anh em. Ở trong thể lực 10 điểm nó chỉ lên cho chúng ta là 3 sát thương. Còn ở năng lượng thì sao? Cũng cộng 10 điểm luôn, nó cũng lên cho chúng ta là chỉ 3 sát thương thôi. Ở trong quýt và trong mana 10 điểm là lên 3. Còn ở nhanh nhẹn 10 điểm nó sẽ lên là tổng cho chúng ta là 25 sát thương. Thì chốt lại các anh em biết cộng vào đâu rồi đó. Ở trên phần sức mạnh các anh em cộng vừa đủ mặc đồ vừa mặc vũ khí thôi. Còn năng lượng thì chúng ta cộng là 500 tới là 1k đảo lại, các anh em cộng 800 cũng được. Vì là năng lượng nó cũng tăng đam cho chúng ta nhưng mà không cần thiết. Thì ở đây mình sẽ dỗ hết cái phần là cái lượng bon còn lại vô ở trong là anh ghi, xem là nó sẽ như thế nào. Và mình sẽ ra mình test cái kỹ năng trên máy, xem là nó sẽ lên được bao nhiêu đam. Khi mà cộng ở 10k đầu tiên của mình lên là 28.000 khi mà mắc đam. Và tiếp theo là mình sẽ cho máy lên 10k tiếp tục thì nó sẽ lên là mắc đam 53.000. Không hề bé chút xíu nào, nhưng mà cái này là chỉ đi farm thôi. Còn khi đi BK thì cộng như gì á thì nó mỏng lắm anh em. Còn số điểm còn lại thì cứ việc thừa thắng xong lên, các anh em cộng hết vô cái phần này cho mình thì cái lượng đam nó lên rất là nhiều. Các anh em thấy là 54.958, cái lượng đam cho ra rất là to luôn. Và quan trọng là mình sẽ dùng một cái kỹ năng gì để cho hợp với em ấy, thì ra ngoài đây mình sẽ test cái bộ kỹ năng cho anh em xem luôn. Thì mình sẽ lên mắt cấp hiện tại. Hiện tại của mình cái con này nó sẽ lên là 200 master và cái điểm reset của nó là 80. Thì ở đây mình sẽ ra ngoài đây mình dặm cho anh em xem. Bấm lên trên đây chút xíu. Ở đây thì quái không thể nào mà cắn hỏng mình được. Ui dồi ôi, ở đâu mà to vậy? Rất là nhiều anh em đang farm ở đây nha. Tại hiện giờ người ta đang mở master nên anh em lên trên đây farm cũng khá là nhiều. Ui, lên trên đây không có thể nào test đam được rồi anh em ơi. Anh em chờ mình chút xíu nha. Trong khi xem tới đây thì các anh em có thể là team chia sẻ, rồi có thể là góp ý, comment các kiểu nha anh em. Ở đây là mình sẽ một cái skill này đây. 32k nha anh em, mặt đam là 25k, 37k. Đây là cái hơi thở gồng. Tiếp theo mình sẽ đi kiếm một cái bãi quái nào đó đặng mình vô mình farm. Hiện tại thì trên đây không có thể nào mà để chống được rồi anh em ơi. Anh em đang farm rất là tốt trên đây. Mình sẽ luồn lách. Không thì mình sẽ đi xuống hạ xuống một cấp. Đặng mình test cái lượng đam cho anh em xem. Nếu mà anh em đang có cảm giác mà cái con của mình farm ra cái kỹ năng nó cực kỳ cùi chuối thì các anh em có thể là chuyển những cái kỹ năng mà quen thuộc nhất của nó. Thôi mình đi xuống cái map này đây anh em. Map này thì chúng ta có thể là kiếm một cái bãi quái để farm cho nó tuyệt vời như có thể. Mình sẽ luồn lách qua bên đây đây. Nói về cái độ ngầu, cái độ hầm hố thì không ai qua được cái con GF đâu. Còn mà để mà cân đo ra một cái lượng đam á thì nó cũng không thua mấy về những anh em khác. Khi mà các anh em đã có đam mê gì vậy club này thì không thể nào mà chối bỏ được. Sao mà chỗ nào cũng full hết vậy? Qua cái bãi bên đây lại nè. Hôm nay lướt qua cái bãi bên đó rồi mà mình không biết là nó có hay không. Mà sao điên hoàng đó nó thấy nó trống trơn trống quắt à. Đây có con boss to đùng ở đây anh em à. Ủa sao có hai con vậy? Tiếp tục ở đây mình sẽ búp lên cho anh em xem một cái lượng đam cho nó gõ nhất có thể nha. Rất là ngon lành nha anh em. Ở đây hiện tại là mình đang dùng một cái kỹ năng đó là ảo ảnh liên quan nha. Cái bãi quái này ít quái quá anh em à. Mình sẽ mò qua bên ở đây như vậy là ổn rồi. Ở đây được 3-4 con này cho nó gom lại chút xíu. Tiếp tục là mình sẽ búp lên nha. Rồi các anh em mình sẽ dặm lượng đam cho các anh em thấy. Lượng đam nó sẽ là ở chỉ số là 22.000. Ở cái chỉ số đam là hoàn hảo nha. Đam tuyệt vời của mình lên là 18k nha anh em. Các anh em thấy không? Tuy là nó 18k nhưng mà nó one hit quái. Quái đi ra nó chỉ dặm có một cái thôi là ảo ảnh liên quan nó sẽ bu vô với nhau. Mấy con quái này nó bị hạ rất là nhanh chóng luôn. Và tiếp theo là mình sẽ test những cái kỹ năng khác cho anh em xem. Mình sẽ tắt cái này đi. Sẽ bấm vào kỹ năng này. Cái lượng đam nó cũng rất là to nha. Nó lên tới là 17k, là 12k, 17k.
nhưng mà tội một cái á, thì nó là quá đơn mục tiêu anh em. Các anh em thấy chưa, ở đây là như là cái cú đấm ngò hổ nha. Và tiếp theo thì mình lại đây mình sẽ dùng kỹ năng này cho anh em xem. Đây, cũng là một cái kỹ năng cú đấm ngò hổ luôn. Và đây là một cái kỹ năng gầm thét. Gầm thét thì nó cũng không cho cái lượng đam chúng ta quá nguy hiểm đâu, tại vì mình không có cộng vào mana. Nếu mà các anh em sử dụng cái kỹ năng này thì các anh em phải cộng vào mana. Và cái mình sẽ test thêm một cái kỹ năng này nữa là hơi thở gồng nha. Hơi thở gồng này thì cho cái lượng đam của chúng ta là cao nhất có thể, nó ở chỉ số hoàn hảo là 38k, khi mà nhân 2 lên nó sẽ là 63k nha anh em. Các anh em thấy chưa, nó rất là tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ gán cái kỹ năng này vô cho anh em xem, nó farm cũng cực kỳ tốt nha. Tuy nó hơi đơn mục tiêu chút xíu nhưng mà không sao, anh em có thể là farm tốt được. Các anh em thấy chưa, tuy nó đam nó to nhưng nó không có thể nào mà nó one hit được bằng cái ảo ảnh liên hoàn. Nếu mà nó nằm ở cư vệ là ảo ảnh liên hoàn, cái đam nó nhỏ hơn chút xíu. Đây, mắt đam của mình hoàn hảo nó lên tới 76k lận, nó không hề nhỏ đâu. Đam thường của mình nó thì cũng lên được 50 mấy k rồi, nó không hề tệ nha anh em. Nhưng mà có tội một cái là nó chỉ là đơn mục tiêu, nó như con DL thôi. Các anh em thấy mana của mình nó đang giật rất là nhiều nha. Và các anh em thấy cảm giác là nó farm quái lâu chết, tại vì nó không có được đâm kép anh em. Tuy là cái con kia nó chỉ có ở dạng là 22k hoặc là 17-18k thôi, nhưng mà mình farm rất là tốt là ở trong một cái kỹ năng đó là ảo ảnh liên hoàn. Thì mình sẽ chuyển sang một cái ảo ảnh liên hoàn, các anh em thấy là nó sẽ dứt điểm quái rất là nhanh gọn lẹ. Đây, tiếp theo là mình sẽ búp lên mình sử dụng cái ảo ảnh liên hoàn cho anh em xem. Anh em thấy chưa, nó hạ một lúc là nhiều quái và quái nó ra là không kịp ngáp. Nếu mà ở cái kỹ năng là hơi thở gồng thì nó sẽ bay nó dập vô cái con glass rất là nhiều luôn, nó không có cái lượng đam lên nhất định. Và khi chúng ta farm ở một cái skill đó là ảo ảnh liên hoàn thì các anh em thấy là cái lượng đam của chúng ta lên rất là tuyệt vời. Tuy là nó không có cao quá, các anh em thấy nè, khi mà nó mắc pin chỉ có là 22-23k thôi, còn đam thường của nó chỉ là 15-16k, nhưng mà nó được một cái đam kép. Các anh em để ý rồi, cái con quái cái lượng máu của nó giật là không phanh luôn. Các anh em nhìn vô cái lượng máu của con quái nè, hầu như là cái con quái là vừa dỗ vô cái trước cái sau là cái lượng máu của HP của con quái là mất tiêu. Các anh em thấy nè, còn khi mà mình sử dụng một cái kỹ năng đó là hơi thở gồng, các anh em thấy không, quánh còi nhây rất là còi nhây luôn. Mình bay mình dí nó, khi mà mắc đam các anh em thấy là mắc đam nó lên là 44k, cũng không hề bé nha anh em, farm cũng rất là tốt nha. Còn khi BK thì các anh em có thể là cộng khác một chút xíu. Và xem tới đây thì các anh em biết là cái phân tích cái lượng đam cho nó tốt nhất ở một cái con class là như thế nào, thì các anh em hãy cộng từ từ cho mình, từ 1 điểm cho tới 2 điểm cho tới 5 điểm và cái mốc 10 điểm. Hoặc là các anh em có thể là lên trên mốc 10 điểm là cái mốc 50 điểm hoặc là 100 điểm. Nhưng mà mình đã test rồi, cái mốc 10 điểm là nó sẽ y chang cái mốc 50 điểm luôn. Thì chúng ta có thể là lấy cái mốc 10 điểm cộng cho từng một vô sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực và năng lượng, xem là ở cái mục nào cái lượng sát thương của mình to nhất có thể. Nếu mà chiến thì xem trên đây, còn nếu mà phép thì xem dưới đây. Các anh em có thể là hình dung ra và để biết được một cái đường để test con glass của mình cho nó chuẩn chu đúng nhất có thể nha anh em. Và cái bản master kỳ này cho anh em xem lại nè, là các anh em hỏi là tại sao không cộng vào trong chí mạng và không cộng vào trong sát thương hoàn hảo. Khi ở một cái thời gian đầu các anh em có một cái lượng master cố định, các anh em không có những cái công cụ, thứ nhất là không có cái dây chuyền hoàn hảo, cái thứ hai các anh em không có một cái công cụ đó là cái vũ khí hoàn hảo, thì bắt buộc các anh em phải cộng vô trong đây đặng mình kích đam hoàn hảo lên để mình farm quá cho nó nhanh chết nhất có thể. Tại vì ở một cái sát thương của con game này á, cái đam hoàn hảo nó vô cùng là quan trọng, nên khi mà có cái đam hoàn hảo rồi á thì chúng ta farm quá nó sẽ tốt hơn. Vì sao mà những cái món đồ tại sao có dòng hoàn hảo nó lại mắc, cái độ quan trọng của nó thì các anh em đã thừa biết rồi. Thì bây giờ trên người của mình á là nó đã có một cặp găng bên đây. Bên đây là một cái dòng là hoàn hảo và bên đây là một cái dòng là gia tăng sát thương. Thì như vậy chúng ta không có cần cộng vô hoàn hảo để quá nhiều, vì chúng ta đã có nổ đam hoàn hảo rồi, thì mình hãy chừa cái đam đó mình đi cộng vào những cái khác. Đây là một cái bản master mà mình đã cải tiến, cải cách lại, không giống những cái phiên bản nào hết và không giống những cái bài viết nào hết. Mình cộng theo cái mà mình đã test, mình trải nghiệm. Các anh em biết vì sao không? Vì là cái master này chúng ta có thể là tẩy được. Cộng cái đường này không đúng, nó không cho ra kết quả, các anh em có thể là tẩy cộng ra được một cái đường khác mà anh em cũng không cần mà phải quá đắn đo hay không cần phải sợ sạch gì hết. Những phiên bản khác thì nó sẽ tốn những cái là vé tẩy master, phải đi cài, phải là đầu tư một số cái gì đó chúng ta mới có thể tẩy được. Còn con game này thì no, không được cái đường này cộng cái đường khác. Ví dụ muốn full công thì cộng bên C, full thủ thì cộng bên đây, muốn là dân chơi nửa mùa thì cộng tắp giữa. Thì hiện tại thì mình đã cộng tấp C và tấp B, còn tấp A thì mình chỉ lấy cái dòng trên đầu thôi. Cái dòng trên đầu đó mình lấy cho cái lực phòng thủ khi mà chúng ta đi BK. Còn cái dòng mấy cái dòng này thì mình chỉ test cho nó ra cái thông số đam, khi mà mình dặm đam nó sẽ lên như thế nào và nó có là công dụng và nó có phát huy được cái gì hay không. Thế cho nó mình sẽ cố gắng
cho ra một cái bảng master khác nữa để phục vụ cho anh em. Thì hiện tại các anh em đã cộng, đã nhìn theo và đã có chia sẻ, thì cũng cảm ơn anh em đã góp ý cho nó, mình sẽ làm ra khác, tại vì mình không muốn giống ai hết anh em. Mình muốn là tự mình cho ra một cái bui bảng master, tự mình cho ra một cái bui điểm và tự mình lên cho mình là theo một cái bộ đồ như vậy. Những anh em nào mà fan cứng của GF thì hãy vào trong đây mạnh dạn comment góp ý. Những lời comment góp ý của anh em là cực kỳ quý giá, sẽ là một cái niềm động lực để cho mình phát huy, để ra nhiều clip chia sẻ review về cái con nhân vật là Quyền Dương. Thì đối với Quyền Dương này hầu hết là 80% anh em là đều biết tới, còn 20% kia là không biết chơi game mu thôi. Nếu mà biết chơi game mu là cũng biết tới luôn. Một cái nhân vật là không thể thiếu trong một cái con game MU được, và một cái nhân vật là cực kỳ đam khủng, nhưng mà ở cái phiên bản như vậy á thì nó chưa phát huy hết được em ấy, nên nó có chút xíu là buồn nhẹ. Nhưng mà không sao, nếu gọi là đam mê thì dù nó ra thế nào giờ cũng phải bào được hết anh em, không có cái gì mà xoắn được cái, anh em thấy không, cái lượng đam nó cũng đâu có hề thua kém đâu. Tuy là một bư của nó lên là 13, 16, 17 mà nó bư nhiều thằng, cái anh em thấy là ảo ảnh liên hoàn, mà một lần ra tới 3 thằng nó bu lận, 3 thằng, 4 thằng nó bu lại. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.